19:31 tâm bão đang cách bờ biển Bình Định, Khánh Hòa 140 km. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 16 giờ ngày 10 tháng 11, tâm bão đang cách đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 10, 90-100 km mỗi giờ, giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Trong bán kính 150 km cách tâm bão đang có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Ảnh mây vệ tinh về cơn bão số 6. Dự báo, đến khoảng 1 giờ sáng, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km mỗi giờ, giật cấp 11 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần thành vùng áp. Đến chiều ngày 11 tháng 11, vùng áp thấp nằm ở khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia. Hiện khu vực giữa Biển Đông, gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6 đến cấp 10, biển động mạnh. Ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sóng biển cao mùng 4 tháng 6 m, biển động rất mạnh. Trên đất liền, khu vực Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn, thành phố Quy Nhơn của Bình Định, các huyện Sơn Hòa, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Sông Hinh, thành phố Tuy Hòa của Phú Yên và Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, khu vực đèo Khánh Lê, Nha Trang, Đà Lạt, thành phố Nha Trang ở Khánh Hòa. Các tỉnh trên đang gồng mình chống bão, lũ. Theo PVPLO.